lái rồi, tức là chúng ta hiểu luật rồi, như quy định biết quy định rồi, chúng ta cố tình để cho anh đi lái. Như vậy là gì? Đè hết cái xe này ra, 28 ông là gì ạ? 30 người đúng không? Trừ hai bé ra là còn 30. Mỗi ông 100 triệu nữa là mớ đúng không? Chưa hết. Làm sao ạ? Đương nhiên là đất nước rất là phát triển và tất cả những cái gì nó là đã phạt là phải có chứng cứ đúng không? Và khi mà cảnh sát người ta điều tra, trích xuất camera rồi hỏi nhân chứng, chuẩn luôn. Lúc đó là gì ạ? Đè ra phạt nhà hàng nếu như họ biết rằng là chính cái nhân viên của nhà hàng mang bia ra cho anh tài xế và biết rằng anh ấy là tài xế nữa cơ. Còn vẫn mang bia ra mời đúng không? Bác Thủy bác trả tiền anh cứ uống đi đúng không? Đấy, thế là mang ra một cốc bia anh tài xế uống, phạt tiếp nhà hàng nữa. Đấy là cái mà đương nhiên là cảnh sát phải có chứng cứ và biết rằng là nhân viên đó biết đúng không? Đè ra phạt luôn. Thì cái đấy là mình chưa làm được. Thì đấy là mà quy định đó thì những cái luật đó thì có từ rất lâu rồi. Thế thì xin vào cảnh sát ở đây là hết nhiều bên này, bên này thì cảnh sát thì lại rất là ấy anh ạ, không biết ăn bánh mẹ, không biết gọi là cái gì nhỉ, mua bánh mì ấy. Và nói chung kém lắm, nước suối bánh mì không biết đường kiếm. Bên này là thực sự nhiều lúc người ta bảo là chả biết làm gì đi làm cảnh sát. Bởi vì bên này không có chuyện hối lộ. Anh cái tiền đó thì đi vào ngân hàng, vào tiền nhà nước cả chứ đâu có đâu. 50-50 này ngon. Đấy. Ôi giời ơi, chết. Chết. Thôi đạp xe gì nữa. Xe cộ gì nữa. Gần đúng lắm rồi. Đây là công viên gì ta? À đây tí mình lang thang khu này đi còn gì nữa. Tôi mini Nhật. Đi vào mua xe. Nhầm chỗ bán xe. Xe đẹp chọn hết rồi. Có cái nào hết hơi không? Ôi. Ở đây. Lấy cái đỏ này. Cái đỏ này ai dùng chưa? À đi vệ sinh đã. Ở Việt Nam thì không chịu đạp xe đạp, bây giờ sang Nhật lại thi nhau đi xe đạp. Ồ, có cái cây này, có hoa đẹp quá. Nhìn đằng xa cái lá tưởng là quả, không phải. Đó, cái này hoa của nó này. Phong lá đỏ này. Ôi giờ thì xe nào chả như xe nào. Giờ bây giờ chả biết là xe nào của mình nữa rồi. Vắng vẻ. Ừ, mình thích cái mẫu nhà này, chỗ nhà này mà để chơi cây trên kia thì đẹp. Đấy, có cái sảnh người ta làm nhà rất là đơn giản. Vuông quạt. Bồ Cung Anh à? Sao thế anh, tuột xích à? Không, phải hoa không như anh, màu chu làm gì? Chu thì làm sao mà màu khổ được? Rút vào đấy người ta bắt đấy. Cái này chắc tự mọc với chả với chồng biết kìa. Ui, hoa cúc đẹp chưa? Wow. À, đào này. Quay trước hay quay sau đấy? Quay từ đầu đến cuối. Nhò này. Nhanh không có đi học muộn bây giờ.
À, anh Thủy lại giật giải đua xe à? Tắc đường, xe đạp cũng tắc đường. Về vùng sâu vùng xa của họ, đường xá rất là sạch sẽ, tất nhiên hạ tầng của nó cũ rất là cũ, thậm chí những cái máy móc mình để ý, những cái máy móc của họ đang dùng rất là cũ, chứng tỏ là nó bền quá. Đường xá này, và kể cả người già người ta vẫn làm việc. Đồng quê thì vắng vẻ mênh mông. Công nhận cái xe này thì hơi đau đít, nhưng mà là cái đạp rất là nhẹ, cảm giác như mình chưa đạp ấy. Hoa này, hoa này, ôi trời, hoa này. Lavender này, ngoài hương này. Anh, đây màu xấu lắm. Không. Đây, con trong cái quá trình di chuyển thấy rất nhiều cái cây người ta cũng kiểu làm kiểu bonsai ấy, tùng tiết. Đây là cây hoa anh đào, chắc là cây hoa anh đào rồi. Đây. Những cái tùng La Hán rồi tùng Nhật rất nhiều, nhưng mà mình chưa thấy có cây nào đẹp một chút, chắc là không đi đúng cái vùng có những cây đẹp. Xem là đi đầu tiếp lên cái đồi cái rất là đẹp, cây anh đào, hoa anh đào. Cây phong này đẹp này, cây lá đỏ này đẹp này. Đây, lá rất đỏ luôn. Rồi, nặng quá, lên dốc khiếp quá. Ê ơi, con này phải dắt rồi, không thể chơi nổi. Cánh đồng đẹp chưa kìa. Mùi cái gì nhỉ? Đây, trông ở giềng thế, quái nào giờ nặng thế. Kiểu như cái kính đồng tam giác mạch ấy. Hoa nào. Mùi thì giống mùi phân Úc. Ô khỉ nó nặng thế. Không thể đỡ.
Cánh đồng mình mùng vẫn ngắt. Dốc này. Đấy, ô tô nó phải gần thế kia mới lên được. Đây này, có cái cây rất giống cây ngải cứu ấy. Nhưng lá nó hơi khác bên mình tí. Chắc là xứ lạnh thế, từ người nó có đúng ngải cứu. Chính xác ngải cứu luôn cả nhà. Mọc hoang rất nhiều ngoài đường luôn, như cỏ rác luôn. Ngải cứu ấy nhá. Cái ngải cứu ấy. Lắm ngải cứu anh ạ. Lắm ngải cứu á. Đây này vào nhà này nghỉ. Bên này bón phân sớm quá nhỉ, mùi phân quá. Đúng lợn à? Hoa dại rồi, hoa các kiểu, cái cỏ nó cũng đẹp. Có hoa. Còn đa số là có những cái cỏ rất giống bên Việt Nam. Cỏ dại bên đường. Những cái ngôi nhà nông trại. Không hiểu sao cái không hiểu con dốc này có dài nữa không? Chả thấy mãi chả thấy đỉnh đâu. Ô, đằng kia lúa chín đẹp thế kia cơ. Lúa chín vàng kia. Đây là Tam Giác Mạch ấy chứ nhỉ. Kìa lúa chín, đạp ra chỗ lúa chín kìa. Vàng ươm. Đã vượt đỉnh dốc rồi. Còn rất nhiều người ở phía sau. Đạp theo con đường này. Đạp theo con đường này. Rất nhiều ngã rẽ. Đấy, bây giờ là xe nhẹ tâng. Wow. Nhìn xuống thăm thẳm luôn. Những cái chỗ khoảng vàng vàng kia là lúa chín nhỉ. Lúa chín. Úi giời. Thăm tắp. Lúa chín đẹp quá nhỉ. Nhanh ấy. Trên đỉnh đồi kia xen lẫn với cây rừng nha. Là lúa chín. Lúa chín vàng. Lúa chín vàng luôn. Là quay đi Tuyền, lên trên. Đang quay đây. Quay đằng sau bên trước. Quay đằng trước. Ôi quả này mất phanh như chơi đấy. Đây, dốc cao lắm. Ủa chỗ này đẹp này. Đứng chỗ cái cây này. Đây lấy cây làm tiền cảnh đẹp luôn. Đẹp quá, chỗ này. Hà béo, hà béo. Cây vừa lúc ở trên xe vừa giới thiệu ấy. Đây là Tuscany của Nhật đúng không? Cây cô đơn đây này.
Quảng Sơn. Dọc đi. Tao xin cái ảnh. Cứ đi qua đoạn này đi Văn Anh ơi. Xong rồi tí nữa đoạn này vã rồi lại người chị với mình. Đi xuống kia trước đi. Xong rồi mình quay lên đấy sau. Mọi người đừng đợi xếp hàng nhau. Nhìn cơ bản là nó biết là nó đẹp rồi. Mình chiều còn đi hoa quả hương thôi. À, ôi giời. Bên này càng đi nó càng nhiều cảnh này, mệt thế. Thời tiết đẹp quá. Nắng nhưng mà nó không nóng. Cây cô đơn à. Cây này nó cũng cắt tỉa đấy chứ nó mới được thế này. Nó cứ lên lùm lùm này nhỉ. Cây thường nó sẽ rộng ra nhỉ. Rất đông người check in ở đây. Mênh mông biển trời lúa rồi nông sản xa tít tắp đằng kia kìa. Nó cũng là đồi là núi nhưng mà nó khác hoàn toàn so với ở Tây Bắc. Mình lên Tây Bắc một cái sự xanh mướt và mượt mà. Úi, quả. Hy vọng là phanh nhật tốt, không bị đứt. Wow, thử cảm giác mạnh buông phanh. Tháo phanh. Tiếp theo.